Triết lý hội Long Hoa qua các tôn giáo Phật giáo. Triết lý Phật giáo nói đến định luật thành trụ hoại không và bốn giai đoạn này cứ luân hồi mãi như vậy. Giai đoạn hoại không là thời kỳ cuối của chu kỳ thành lập vũ trụ vạn vật. Muôn vật giữa đời có thành tất có suy, dù cho đạo pháp của Phật cũng vậy. Nhưng động cơ chánh trong sự suy vong của nền đạo là do con người, chứ không phải do giáo pháp. Như hiện thời có thể nói Tam Tạng kinh điển đầy đủ hơn xưa, nhưng sở dĩ gọi là mạt pháp vì con người kém đạo đức căn lành, không giữ đúng theo lời dạy của Phật. Cho nên người xưa có câu: nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân, chính là ý này. Người hay mở mang cho đạo, không phải đạo mở mang cho người. Câu này chỉ có ý nghĩa phiến diện về đạo Phật. Theo thuyết tam thời thì hiện tại là thời mạt pháp, theo thuyết ngũ thời thì hiện tại chính là nhằm vào thời đấu tranh. Từ đây về sau cứ đúng theo thực tế mà nói, Phật pháp có ở trong tình trạng tiệm suy, nếu có vùng vậy cũng chỉ giai đoạn tạm thời hoặc chỉ có ảnh hưởng bên ngoài. Vậy nhất là hạng Phật tử càng nên cố gắng thật học thật tu để duy trì pháp vận lợi ích thế gian, và phải làm với hết sức của mình. Theo kinh Phật thì Đức Thích Ca có tiên tri sau này vào thời mạt pháp sẽ có Đức Phật Di Lạc ra đời, là một vị Phật thứ năm trong năm vị Phật. Phật Di Lạc là một Bồ Tát sẽ nối tiếp Đức Thích Ca lập ra hội Long Hoa để hóa độ chúng sanh. Hết thạnh rồi suy, hết suy rồi lại thạnh. Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lạc sẽ kế tiếp giáng sinh, nên chung quy chánh pháp vẫn là bất diệt. Từ khi Phật Thích Ca tịch diệt đến nay, theo kinh Phật chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Một, thời kỳ chánh pháp là thời kỳ Đức Phật còn tại thế cho đến khi giáo lý của Ngài còn được phổ biến chân truyền, phần đông người tu được chứng quả. Thời gian này nằm khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 2. Thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ này khoảng 1.000 năm lúc chư vị đệ tử của Phật còn tại thế, nói nhau truyền chánh giáo nhưng vì không được chân truyền nên đồ chúng đắc quả ít hơn thời gian chánh pháp. 3. Thời mạt pháp. Phật giáo suy vi vì thất chân truyền, thiên hạ thiên về vật chất mà không lo đến đường tinh thần nên rất ít người chứng quả. Theo kinh Đại Tập, từ khi Phật tịch diệt về sau chỉ có 2.500 năm, chia ra năm thời kỳ, mỗi thời kỳ 500 năm, và 500 năm sau cũng là thời kỳ nhân loại lìa xa chánh pháp, theo tà thiết tìm đủ mọi mánh khóe để giết hại nhau. Thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, sẽ có Đức Phật Di Lạc ra đời giáo đạo cho chúng sanh trở về chánh pháp để lập đời thượng quân thánh đức, tạo một chu kỳ mới là cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp. Tiếng Phạn là Bodhisattva, nghĩa là cứu độ tất cả mọi người. Vị này còn một bậc nữa là thành Phật Đức Di Lạc, nay là vị Phật tái danh là Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. Ngài là vị Phật mà vì lòng từ bi thương nhân loại nên Ngài hạ mình giáng sanh để tận độ chúng sanh. Những lời huyền ký về thời mạt kiếp. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập vào cõi Niết Bàn, Ngài có huyền ký tình trạng trong đời mạt pháp và lúc chánh pháp sắp diệt. Xin dẫn ra đây ít đoạn để cho hàng Phật tử xuất gia tại gia tự kiểm điểm, gạn bỏ điều ác, tu tập pháp lành. Trong kinh Đại Bi, Đức Phật bảo: Này A Nan, khi ta Niết Bàn rồi, trong thời gian 500 năm rốt sao, nhóm người giữ giới y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngài tăng thêm nhiều. Do chúng sanh phỉ báng chánh pháp gây nhiều ác hạnh,
nên phước thọ bị tổn giảm. Các tai nạn đáng kinh khiếp nổi lên. Bây giờ có nhiều tỳ khưu đắm mê danh lợi, không tu thân tâm giới huệ. Họ tham trước những y bác, thức ăn, sàn tòa, phòng xá, thuốc men, rồi ganh ghét, tranh giành phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đem nhau đến quan ti, lời nói như đao kiếm. Cho nên A Nan, đối với những vị xuất gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành đạo từ bi, ông nên cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ. Vị nào đối với các phạm hạnh hoặc thấy hoặc nghe hoặc tin hoặc làm hoặc nhiều hoặc ít, ông nên làm thế nào cho họ không khởi lòng não loạn, nên vâng giữ điều này. Tại sao thế? Vì trong cõi ngũ trược vào thời mạt kiếp có nhiều sự khổ nạn như đói khát, giặc cướp, nắng hạn, bão lụt, các loài trùng phá hại mùa màng. Tóm lại có nhiều nhân duyên làm cho chúng sanh bị xúc não. A Nan, lúc bấy giờ có các hàng trưởng giả, cư sĩ, tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết, song vẫn sanh lòng tịnh tín, cung kính tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí, giữ giới tụng kinh, tu các công đức, khuyên người y theo Phật pháp làm lành. Do thiện căn đó, khi mạng chung họ được sanh về thiên đạo, hưởng được các điều vui. Còn các tỳ khưu ác kia, ban sơ dùng đức tin, tâm lành, bỏ tục xuất gia, nhưng sau khi xuất gia, họ lại tham trước danh lợi, không cố gắng tu hành, nên kết cuộc bị đọa vào ác đạo. Kinh Đại Tập nói, trong đời mạt pháp, có những vua quan cư sĩ, ỷ mình giàu sang quyền thế, sanh tâm kinh mạng, cho đến đánh mắng người xuất gia, nên biết những kẻ gây nghiệp ấy sẽ bị tội đồng như, làm cho thân Phật ra huyết. Trong Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật bảo, về sau khi Pháp của ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược này, tà đạo nổi lên rất thạnh, lúc ấy có những quyến thuộc ma vào làm sa môn để phá rối đạo của ta. Họ mặc y phục như thế gian, ưa thích áo cà sa năm sắc, ăn thịt uống rượu sát sanh, tham trước mùi vị, không có tự tâm tương trợ, lại ganh ghét nhau. Bây giờ có các vị Bồ Tát Bích Chi La Hán vì bản nguyện hộ trì Phật pháp, hiện thân làm sa môn tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, được mọi người kính trọng. Các bậc ấy có đức thuần hậu, từ ái, nhẫn nhục, ôn hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng, hằng đêm kinh tượng khuyên người phụng thờ đọc tụng, giáo hóa chúng sanh một cách bình đẳng, tu nhiều công đức, không nể tổn mình lợi người. Khi có những vị sa môn đạo đức như thế, các tỳ khu ma kia ganh ghét phỉ báng, vu cho những điều xấu, dù đủ lấn áp, xua đuổi hạ nhục, khiến cho không được ở yên. Từ đó các tỳ khu ác càng lộng hành, không tu đạo hạnh, bỏ chùa chiền điêu tàn hư phế, chỉ lo tích tụ tài sản riêng, làm các nghề không hợp pháp để sinh sống, đốt phá rừng núi, làm thiếu đạo đức, dâm dật tham nhiễm, nam nữ sống lẫn lộn. Phật pháp si vi chính là do bọn này. Lại có những kẻ trốn phép vua quan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm biến nhát, không học tu. Đến kỳ tụng giới, trong mỗi nửa tháng, họ chỉ lơ là gắng gượng, không chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng thuyết giới lực, họ lược bỏ trước sau, không chịu nói ra hết. Nếu có đọc tụng kinh văn, họ không rành câu chữ, không tìm hỏi bậc cao minh, tự mãn câu danh cho mình là phải. Tuy thế, bề ngoài họ cũng ra vẻ đạo đức, thường hay nói phô, để hy vọng mọi người cúng dường. Các tỳ khưu ma này sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đền tội xong, họ thác làm người ở nơi biên địa, chỗ không có ngôi Tam Bảo. Lúc Phật pháp sắp diệt, người nữ phần nhiều tinh tấn, ưa tu những công đức. Trái lại người nam phần nhiều kém lòng tin tưởng, thường hay giải đãi khinh mạng, không thích nghe pháp.
không tu phước huệ, khi thấy hàng sa môn thì rẽ rúng chê bai, xem như đất bụi. Lúc ấy do nghiệp ác của chúng sanh, mưa nắng không điều hòa, ngũ sắc hư hao tàn tạ, bệnh dịch lưu hành, người chết vô số. Thời bấy giờ, hàng quan liêu phần nhiều khắc nghiệt tham ô, lớp dân chúng lại nhọc nhằn nghèo khổ, ai nấy đều mong cho có giặc lọt. Trong thế gian lúc ấy khó tìm được những người lương thiện, còn kẻ ác thì nhiều như cát ở bãi biển. Đạo đức suy đồi, chư thiên buồn, thương rơi lệ. Này A Nan, lúc đạo pháp ta sắp diệt, ngày đêm rút ngắn, con người đoản mệnh, nhiều kẻ mới 40 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần người nam bởi nhiều dâm dật nên hay yếu chết, trái lại người nữ sống lâu hơn. Lúc ấy có nhiều tai nạn nổi lên như giặc cướp, bệnh tật, bão lụt, nhân dân hoặc không tin hiểu đó là nghiệp báo, hoặc vì sống quen trong cảnh ấy xem như là việc thường. Bây giờ nếu có bậc Bồ Tát Bích Chi La Hán dùng bi tâm ra giáo hóa, do nghiệp ác của chúng sanh và sức ngoại ma xua đuổi, cũng ít ai đến dự pháp hội. Còn bậc tu hành chân chính phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng, giữ đời sống an vui đạm bạc, được chư thiên hộ trì. Khi nhân thọ giảm còn 52 tuổi, áo cà sa của hàng sa môn đổi thành sắc trắng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát Chu Tam Muội tiêu diệt trước, các kinh ấy lần lần diệt sau, cho đến khi không còn văn tự. Này A Nan, như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng dưng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế. Từ đó về sau, trải qua ức triệu năm, mới có Phật Di Lạc ra đời giáo hóa chúng sanh. Lúc Đức Di Lạc thành chánh giác, Ngài mới ngồi nơi một góc đại thọ. Cành cây như mình rồng, hoa nở tổ ra bốn bên như những đầu rồng, nên gọi cây này là Long Hoa Bồ Đề. Sau khi thành đạo quả Phật, Phật Di Lạc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ là Long Hoa Pháp Hội. Trích Phật Học Tinh Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.